Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với nhau một cái vấn đề mà rất hay gặp khi mà vận hành cái hệ thống điều hòa thông gió. Thì có một cái tình trạng chúng ta hay vấp phải, đó chính là cái miệng gió này, nó bị động xương rất là nhiều. Thì ở đây như các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Thì nếu gặp phải cái tình trạng này thì điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm đấy chính là xem là cái sức gió ra nó là bao nhiêu. Ví dụ như là khi mà gió nó ra như này đang rất mạnh các bạn nhé, nó thổi rất mạnh đấy. Thì đứng ở đây các bạn thấy là nó không nhìn thấy gió đâu, nhưng mà nó thổi rất mạnh. Thì vì vậy là cái quạt không vấn đề gì các bạn nhé. Thì cái quạt mà nó chạy tốc độ thấp quá thì nó cũng có thể gây lên cái hiện tượng động xương này đấy. Thì nhưng mà ở đây thì cái quạt này nó đang chạy với tốc độ là cao đấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra đến các cái cài đặt của cảm biến nhiệt độ nha các bạn nhé. Thì ở đây này, đây là cái bộ điều khiển nhiệt độ này đấy. Khi mà chúng ta xem như này thì cái nhiệt độ đặt là 28, trong khi nhiệt độ phòng là 23. Và kiểm tra cái miệng gió kia thì nó đang rất là lạnh, nó động xương, gió ra vẫn rất lạnh các bạn nhé. Thì cái nguyên nhân của cái việc này ấy, đó chính là cái van điện từ các bạn nhé. Thì ở đây nó có một cái van điện từ này đấy, cho các bạn xem cái van điện từ đây đấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra nhé, đây là cái miệng gió của FSU đấy, của FSU này các bạn này đấy. Thì cái dàn nó vẫn rất là lạnh đấy, các bạn nhìn nào, nó vẫn cứ động xương và nó nhỏ. Hay cả cái dàn đây, đây là cái dàn của nó đây. Thì nó cũng đang bị động xương và nó chảy rất là mạnh. Chính tỏ là cái dàn này đang rất là lạnh. Thì chúng ta kiểm tra sau khi mà kiểm tra tốc độ qua rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra đến cái phần van nha các bạn nhé. Đây là cái van này. Thì chết rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Mặc dù là nhiệt độ chúng ta đặt là 28, nhiệt độ phòng đạt 23 thì nếu đúng thì cái con van này này, van điện từ này nha các bạn nhé, nó phải đóng lại để nó khóa cái nước, không cho nước qua cái dàn này. Tuy nhiên như các bạn nhìn thấy con này là đang mở đây. Đấy, nó đang mở. Thì con van điện từ này có hai khả năng. Một là nó chết cái phần điện rồi, nó không tác động được, nó chết ở cái khoảng giữa chừng là không đóng, không mở được. Hai là cái phần mềm điều khiển của nó đang có vấn đề, nó không hiểu được cái độ chênh của nhiệt độ ấy. Đặt trên là nó sẽ không xuất ra một cái lệnh. Thì việc của chúng ta là đi xử lý cái van này các bạn nhé. Đấy, ta làm thế nào cho đóng mở được theo nhiệt độ thì cái hiện tượng động xương nó sẽ hết. Đấy, các bạn có thể quan sát lại là nó vẫn đang, dàn vẫn đang rất lạnh. Đấy, dàn vẫn ướt đây các bạn, chỉ hơn nhá, nó vẫn đang rất là ướt. Máng thì cũng có nước này. Đấy, thì cái hiện tượng động xương thì chủ yếu là hay bị nhất, đó chính là cái van này. Cái sự điều khiển của cái van này là nó quá lớn, là nó không mở van đúng theo cái nhiệt độ đặt. Và còn một cái nguyên nhân nữa thì nó cũng hay dẫn đến cái hiện tượng động xương, đó chính là chạy điều hòa mà cái công suất nó quá đuối so với cả cái diện tích mà sử dụng thì nó cũng bị hiện tượng động xương. Và một cái nguyên nhân nữa đó chính là chúng ta mở cửa ra các bạn nhé, tức là một cái điều hòa này thì chúng ta lại đi mở cửa ra, bật điều hòa nhưng mà lại mở cửa các bạn. Đấy, mở cửa ra như thế này đấy thì nó sẽ thông cái không khí ra ngoài vào trong và nó không thể nào nó đạt được cái nhiệt độ, cho nên là nó cứ mở van suốt ngày như vậy thì dẫn đến hiện tượng động xương như này các bạn nhé. Đấy, động rất nhiều luôn, cái này động thì ấy luôn này. Và cái nhiệt độ phòng thì điều khiển không chuẩn. Đấy, thì hy vọng là qua cái chia sẻ thì các bạn cũng nắm được các nguyên nhân và có được cái phương hướng xử lý cho các cái sự cố mà động xương. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để mà xem các cái video khác của mình. Xin cảm ơn các bạn.